Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình có một ngày rảnh nữa và mình với bà chị, hai chị em cùng nhau đi mua một ít đồ. Thì bây giờ mình sẽ quay video cho tất cả mọi người xem, coi ngày hôm nay mình mua được những gì nha các bạn. Sơ lược cho tất cả mọi người xem nè. Đồ đạc lớn ngến. Đó, các bạn thấy không? Giờ mình sẽ chất ra ha. Các bạn ơi, đi Costco thì không bao giờ mà quên cái bánh croissant này hết. Lần nào vô Costco cũng phải tậu một em hết mọi người. Tiếp đến là có một trái dưa hấu. Thì ở nhà này ai cũng thích dưa hấu hết trơn á. Mua trái dưa hấu nè. Mình còn một trái dưa hấu, nửa trái dưa hấu nữa ăn chưa hết mà bây giờ mua thêm một trái mới nữa các bạn. Rồi. Một dĩ rau răm, một dĩ nấm đông cô tươi. Các bạn thấy bên này nấm đông cô tươi nó to ghê các bạn ha, bự dễ sợ. Cái này chút xíu nữa mình sẽ chiên trứng hay làm cái gì đó ăn. Rồi cái rau răm này chút xíu nữa mình làm gỏi đu đủ. Rồi còn cái này là quýt, một bịch quýt này hôm nay thì giá nó 3 đồng mấy một bịch. Một bịch như thế này các bạn, một bịch này 2 phao, 3 phao, 3 phao là 1,5 kg các bạn, 1,5 kg. Và một bịch chanh. Bịch chanh này thì khi mà vô chợ Costco thì mình không có vô cho nên mình không có biết là cái bịch này bao nhiêu, nhưng mà mua một bịch luôn xài cho nó đã. Rồi chuối nữa các bạn, chuối chuối này cũng mua chợ Costco luôn. Thì những cái gì ngày hôm nay đi mua chợ Costco là mình không có biết, tại vì ở trong chợ Costco là lúc mình dặn trai mình ngồi trên xe và chị của mình bả vô bả mua. Đây chị mình mới mua một dĩ xoài nè các bạn, có 6 trái nè, cũng này cũng trong Costco luôn. Rồi với được một bình nước rửa chén, bình này mình không biết giá nhiêu luôn. Rồi đi là lần nào đi chị có mua nước xoài hết trơn á, mua nước xoài về uống các bạn, nó uống ngon, thay vì giống như nước ép vậy các bạn. Rồi mình có mua một củ hành phi, hành phi nè. Rồi mình mua cái bịch rau câu các bạn, bịch rau câu này coi là cái loại sẵn làm sẵn, thì trong đây nó có nước thạch, thạch nè, thạch sữa dứa nè, là trong đây nó có mùi dừa và mùi sữa trong đây đó, thì mình chỉ quậy lên mình nấu thôi. Rồi mình có mua là hủ tiếu dai Mỹ Tho. Đây là cái hàng nhập khẩu của Việt Nam các bạn. Thì cái ở những cái sản phẩm mà của Việt Nam mình xuất khẩu cũng rất là nhiều các bạn. Đây nè, hủ tiếu dai Mỹ Tho nè, chợ họ bán nhiều lắm, và người Việt mình tiêu dùng cũng rất là nhiều. Mình thấy những cái hàng của Việt Nam mình được xuất khẩu qua đây mình mừng lắm các bạn. Đó, me cục nè các bạn, một cục như vậy là 2 đồng mấy, nãy mình mua mình lựa đó, 2 đồng mấy một cục vậy đó. Rồi còn cái này là đồ hộp, thì này tương đen này hồi nãy 3 đồng 99 xem, thì mình mua 2 chai, tại nhà cũng hay ăn phở cho nên mình mua tương đen mình để dự trữ ở nhà ăn phở. Và có mua cho Henry là cái hũ này là dâu sữa chua dâu ua, chứ dâu ua 4 hũ dâu ua ha. Rồi cái này á là tương đen đại hàng các bạn. Tương đen đại hàng mình mua về để mình làm tương lạnh á, làm mì lạnh ăn. Thử ăn mì lạnh xem như thế nào nha. Rồi. Tiếp á là cái phần này là nước cốt dừa, mình có mua 2 lon nước cốt dừa. Hồi nãy mình mua cái loại này là 1 đồng 20 mấy sen á, 1 đồng 29 sen hay sao á. Rồi đây là mình mua 2 hũ nước cốt dừa nè các bạn đó. Rồi và mình có mua 4 hộp cá mồi, đây mua cá mồi lon nè các bạn, mua 4 hộp cá mồi lon, thì mỗi một lần mình ăn vậy là mình lấy một lon ra thôi, là mình khui ra là nó vừa ăn vừa một khẩu phần ăn vậy đó. Rồi đây đây là nước nước chanh
nước chanh mà họ pha sẵn các bạn. Họ pha nó có cái vị lạc lạc á, giống như có nước vậy trong đó rồi, cho nên mình chỉ cần đổ ra và uống thôi. Chứ không phải là nước cốt chanh đâu nha các bạn, cái này là nước chanh, nước đá chanh. Đá chanh nha các bạn. Rồi, tiếp đến nữa là mình mua tương. Tương Đại Hàn. Mình không biết cái hiệu này nó như thế nào cho nên mình sẽ mua mình ăn thử. Mình ăn thử nếu như mà nó vừa khẩu vị với mình thì mình sẽ sử dụng lâu dài luôn. Thì dầu hào cũng đang sale, dầu hào đó các bạn. Dầu hào đang sale thì mình mua một chai về để xào nấu trong nhà. Nhà mình thì rất thích ăn đồ xào. Rồi á, với có mua thêm một chai Coco. Chai nước dừa Coco soda để kho thịt rồi đó các bạn. Kho thịt nó mau mềm thịt mà nó ngon nữa. Rồi á, hồi nãy mình có mua 24 trái bắp. Bắp nữa các bạn, bắp này nó bán là một trái như vậy 12 trái mà một đồng hai mươi mấy. Một đồng hai mươi mấy. Cho nên mình mua một bịch như vậy. Một bịch như vậy là 6 trái nè các bạn. 6 trái. Thì đây là 12. 12 phải không ạ? 12 trái là mấy đồng mới quên này, 5 đồng hay 3 đồng thì không nhớ nữa, là mình mua 24 trái bắp về nấu sữa bắp uống. Rồi rồi á, mình có mua mực viên, cái này là mực viên các bạn, mực viên ha. Rồi còn cái này là bò viên ha, và thịt bằm, thịt heo bằm, thịt heo xay á các bạn. Đó, thịt heo bằm họ vô sẵn một dĩ gì đó. Cái thịt heo xay này một dĩ là 4 đồng mấy các bạn, 4 đồng 51 sen đó. Rồi cái bịch này thì đường phèn mình mua hai bịch đường phèn để nấu ăn, cái mình nêm vô á cho cái vị nó ngọt. Mình có mua cái lò làm thạch nè các bạn, để vài bữa nữa mình sẽ quay video cho mọi người xem và mình làm đồ ăn nữa. Đây nè các bạn, mì lạnh mà nãy mình có nhắc tới mọi người đây, đây là mì lạnh nè các bạn, là cái sợi mì của Đại Hàn nè. Mình sẽ ăn thử cái cọng mì này và làm thử xem như thế nào các bạn. Rồi xong. Này mình có mua chuối. Chuối này là chuối chuối Thái Lan hay gì á mà trái nhỏ xíu các bạn. Nè. Nó không phải chuối cao luôn nha các bạn. Chuối cao Việt Nam mình khác, cái loại này chuối khác nữa. Này không biết của nước nào á. Ở bên đây nó có loại xoài cốc nữa các bạn, xoài nhỏ xíu à. Nè các bạn thấy. Cái xoài này nó khác cái xoài cốc Việt Nam mình. Xoài cốc Việt Nam mình nó tròn hơn, mà trái này thì nó hơi dẹp. Thì hình thù nó y hệt như trái xoài bự vậy đó, nhưng mà nó nhỏ. Và nó chỉ nhỏ như vậy thôi các bạn, nó không bự nữa. Mình nghĩ xoài này xoài rừng hay sao á. Tại vì cái trái xoài này nãy mình đưa cho Henry cầm chơi, mà cái khi ra tính tiền cái Henry lụm, Henry để lên cái chỗ tính tiền luôn. Cho nên hả, họ tính tiền trái xoài này 35 cent các bạn. Đó. Rồi còn cái này là thịt sống. Thịt và mực. Mình xem coi có phải không. Đúng rồi. Đây là mực nè các bạn. Nãy mình có mua cái dĩ mực rất là ngon. Đây các bạn thấy không. Một dĩ mực rất là ngon và rất là tươi luôn. 4 đồng 99. Thì 3 đồng 99 một phao. Đây 3 đồng 99 một phao. Và một phao mấy ha, là 4 đồng mấy. Cái mực đó mình lấy nhồi thịt. Ui dạ. Mực đó mình lấy nhồi thịt là ngon á. Rồi khi nãy mình có mua một cái con cá mà mình không biết con cá này gọi là cá gì, mà nó giống như con cá ba sa vậy đó các bạn. Giống như con cá cái gì? Cái gì mà giống cá ba sa ta, nhưng mà mắc tiền, cá ba sa, cá cái gì màu xám xám nè, cái thắt lát, không phải thắt lát. Thôi bỏ qua con cá đó đi, mình không có nhớ tên rồi.
Bây giờ á, mình khoe cái món ăn ngày hôm nay mình sẽ làm đó là gỏi đu đủ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy đu đủ này mình bào ra và mình làm gỏi đu đủ. Thì ở nhà thì cũng khá là đông cho nên mình sẽ làm hai trái để làm gỏi đu đủ. Thì ăn với thịt luộc và tôm. Nãy mình có mua được 3 trái dưa leo các bạn. Họ bán 3 trái dưa leo này. Hồi nãy cái này chị mình lấy, mình không biết giá bao nhiêu nữa. 3 trái dưa leo ha. Rồi cải xanh ngày mai mình sẽ xào mì. Kêu bằng là mình rất thích ăn bún gạo xào các bạn. Mai mình sẽ làm bún gạo xào. Và cái này là khoai lang tím. Ở phía trong là khoai lang tím. Cái vỏ nó màu này, nhưng mà khi mình luộc lên nó màu tím các bạn. Cái này nó rất là ngọt và hồi nãy bán cũng rẻ. Mỗi khi là mình mua 2 đồng mấy, 3 đồng một phao. Nhưng mà ngày hôm nay nó chỉ có 1 đồng mấy một phao thôi. Rẻ hơn mỗi khi rất là nhiều. Rồi còn về cái phần trứng, hồi nãy mình có mua một cái dĩa trứng nè các bạn. Và cái dĩa trứng này có 1 đồng 89 cent. 1 đồng 89 cent mà trong cái dĩa này là 18 trứng. Các bạn thấy 1 đồng 89 cent à. Chưa tới 2 đồng thì chưa tới 40 ngàn. 40 ngàn mà 18 trứng các bạn thấy không? Rẻ. Có cái chợ này bán trứng rẻ hơn mấy chợ khác. Mấy chợ kia bán nhiều khi mắc hơn chút xíu, nhít chút gì. Rồi. Bây giờ tới cái này. Cái này là sốt để ăn với salad các bạn. Cái này là mua cho bà dì chứ mình không có ăn, tại vì mình không có thích ăn ba cái cheese bơ nhiều. Rồi cái này cũng là cải trộn salad luôn các bạn. Đó. Cái này ở nhà còn mà sao chỉ mua một chi không biết nữa, có 99 cent các bạn. Đó. Cái này mình trộn salad cái mình tước, mình trộn, mình đổ lên thôi. Đây, còn này là sữa đậu nành. Mình mua 2 hộp như vậy, 2 hộp sữa đậu nành như thế này. Mình có mua một hũ mắm tôm. Đây là mắm tôm hay mắm ruốc ta? Mắm tôm, mắm ruốc. Đây là mắm tôm, 2 hũ mắm tôm. Em dạ? Đang đứng với chị mà nó thấy gì ra đó. Chạy. Nó chạy lên lầu. Đây là măng. Chạy lên lầu. Đây là măng chua các bạn, măng chua. Với một bịch mì tươi. Mình mua 2 bịch gạo các bạn. Bịch này 28 đồng mà bữa nay giảm còn 21 đồng cho nên mình mua 2 bịch như vậy. Xong. Mọi người thấy không? Em chất ra một qua tới bên kia luôn. Cái hộp bánh nằm bên kia luôn. Đây. Nằm la liệt các bạn thấy không? Con này là đóng bịch, này chút mình sẽ xếp lại và mình sử dụng bỏ rác. Không có hoang phí, cứ sử dụng từ từ. Xong rồi, bây giờ là mình khá là mệt và mình sẽ up video tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thì mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này cho nó thiệt là sạch sẽ và bắt đầu mình sẽ làm cái món gỏi cuốn. Thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi mình với những cái video sau, với những cái video ăn uống và những cái món ăn mà mình sẽ làm thì mình sẽ up hàng ngày. Và mọi người đừng quên subscribe kênh của mình và nhấn cho mình một cái like ở video này. Khi mà các bạn subscribe kênh của mình thì khi mà mình làm video mình up lên thì các bạn sẽ là người xem được cái video của mình. Nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ video nào của mình thì hãy bấm thêm cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên xem video. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Bye.